Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Mission Cần Cỏ Xe Ben. Mình rất là vui hôm nay này được phục vụ tất cả quý bà con cô bác trên Mission Cần Cỏ Xe Ben. Quý bà con và anh chị máy xúc công trình trên cả nước một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ nhé. À, bây giờ thì vào điểm chính, bên mình lại có một em Vico 60-1, cặp này thì cực kỳ là ok anh em ạ. Gầu dài đến 9m luôn, nhắc lại là gầu 9m nhé. Cái này rất là thích hợp cho tất cả các bác đang muốn tìm em nó về để làm mương máng ở khu vực miền Tây, thì cái này thì quá ok rồi. Cần đặt thay quả cầu vào là thôi, cách rất là hiệu quả. Cái số tài khoản, số video, số điện thoại mình có để ở phần mô tả và phần cuối video, và lần nào mình cũng nhắc như vậy. Mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp nhé. Rất là vui được phục vụ quý anh chị và bà con cô bác trên kênh Xe Ben. Anh em xem video của mình cho mình một like, một share, chia sẻ và đăng ký kênh nhất là vui và được phục vụ. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Kênh của mình thì một ngày đăng khoảng 2-3 video về bán máy xúc, nên anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp và đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ bất cứ một cái video nào về máy xúc cần cầu dòng siêu phẩm nhé. Bye bye và hẹn gặp lại video.